Kính thưa hội nghị, trong năm 2022 vừa qua thì cũng một nửa năm chúng ta gặp đại dịch, vẫn còn dư âm của đại dịch Covid. Tuy nhiên, tất cả các đơn vị thành viên trong trung tâm cũng đã nỗ lực phấn đấu để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Và sau đây hội nghị sẽ nghe một số cái báo cáo tham luận tiêu biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc trong trung tâm. Trước tiên, tôi xin trân trọng kính mời báo cáo của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường. Kính thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trung, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, kính thưa toàn thể các vị đại biểu, thưa toàn thể các cán bộ, viên chức và người lao động trong trung tâm. Sau đây em xin phép được thay mặt cho Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường trình bày một vài nội dung nổi bật trong năm vừa qua cũng như kế hoạch triển khai các nội dung trong năm 2023 tiếp theo. Kính thưa toàn thể hội nghị, Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường được thành lập vào ngày 21 tháng 1 năm 2022 theo quyết định số 03 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ trên cơ sở sát nhập nguyên trạng Phòng Công nghệ Hóa sinh và Phòng Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường và đổi tên thành Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường. Hiện nay, Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường hoạt động chủ yếu trên hai lĩnh vực là nghiên cứu khoa học và hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ. Chức năng chủ yếu của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường gồm 9 chức năng, trong đó tập trung chủ yếu vào chức năng nghiên cứu thiết kế thử nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ứng dụng trong lĩnh vực môi trường, nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế phẩm ứng dụng cải tạo môi trường, tăng năng suất và chất lượng nông nghiệp thủy hải sản, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu thiết kế và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển các phương pháp mô hình canh tác đáp ứng yêu cầu sản xuất hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ trong nhân giống di thực các loài cây con có giá trị và bảo tồn nguồn gen, cũng như hợp tác tiếp nhận khai thác đào tạo và chuyển giao lĩnh vực trong lĩnh vực công nông nghiệp, hợp tác quốc tế và dịch vụ khoa học có liên quan. Về nhân sự của trung tâm phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường, hiện nay thì trung tâm có 24 cán bộ, trong đó thì có một cán bộ có trình độ phó sư tiến sĩ, 5 cán bộ có trình độ tiến sĩ, có 4 nghiên cứu sinh, 6 thạc sĩ, 2 học viên cao học và 6 cán bộ có trình độ đại học. Về độ tuổi của cán bộ trung tâm nghiên cứu và dịch vụ đo lường thì đa phần các cán bộ đều có độ tuổi rất là trẻ, trong đó chỉ có 1 cán bộ trên 50 tuổi, 4 cán bộ có độ tuổi từ 40 đến 45 tuổi, 4 cán bộ có độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi và 5 cán bộ có độ tuổi 30-35 tuổi và 10 cán bộ có độ tuổi dưới 30 tuổi. Thì có thể thấy rằng là hơn 60% là có cán bộ dưới 35 tuổi, rất trẻ. Trong năm 2022 vừa qua, các cán bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường đã tham gia thực hiện 12 đề tài khoa công nghệ các cấp, trong đó có 2 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài khoa công nghệ trọng điểm cấp viện hàng năm, 2 đề tài độc lập cấp viện hàng năm, 2 đề tài quỹ Nga pháp thực, 1 đề tài chương trình 562, 1 đề tài phát triển công nghệ, 1 nhiệm vụ nghiên cứu viên cao cấp và 1 đề tài thuộc chương trình thu hút cán bộ trẻ. Về hợp tác quốc tế, đào tạo và công bố, thì trong năm 2022 vừa qua, các cán bộ của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường đã tham gia công bố được 14 bài báo thuộc danh mục ISI, 1 bài báo thuộc danh mục VAT 1, 1 bài báo thuộc danh mục VAT 2 và 2 bài báo khoa trong nước. Ngoài ra cũng có tham gia trong 2 cuốn sách chuyên khảo xuất bản năm vừa rồi của Trung tâm. Về phần sở hữu trí tuệ, thì hiện tại Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường đang có một sáng chế đang chờ được cấp bằng, đã hoàn thành các thủ tục và đã nộp viện phí. 2 giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn liên quan đến hệ thống kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo lường độ khối lượng bụi PM2.5 và PM10, cũng như là thiết bị thu mẫu khối lượng bụi mịn. 2 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của tiến sĩ Dương Thành Nam thì 2 chứng nhận này đã được cấp. Trong 14 bài báo ai vừa nói ở trên thì có 6 bài cán bộ trung tâm là tác giả chính,
trong đó thì có 2 bài Q1, 11 bài Q2 và 1 bài Q4. Tính theo chỉ số IF thì có 3 bài có chỉ số IF lớn hơn 3, 8 bài có chỉ số IF từ 2 đến 3, 2 bài có chỉ số IF nhỏ 2 và 1 bài IF nhỏ hơn 1. Về đào tạo thì hiện Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Năng lượng đang có 4 nghiên cứu sinh về lĩnh vực kỹ thuật môi trường, hóa học và 2 học viên cao học. Về hợp tác quốc tế thì vẫn tích cực duy trì hợp tác với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc để triển khai các nhiệm vụ đề tài đang diễn ra cũng như là một số định hướng triển khai trong thời gian tới. Về hợp đồng dịch vụ, hiện nay Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Năng lượng đang triển khai 2 mảng dịch vụ chính, trong đó chủ yếu mảng dịch vụ lắp đặt trạm tự động, chuẩn bị tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc, tư vấn quan trắc phân tích và môi trường. Ngoài ra một mảng dịch vụ tiếp theo cũng đang rất là mong muốn để triển khai để mạnh trong thời gian tới, đó là dịch vụ cung cấp chất chuẩn thiết bị, hệ thống thiết bị thu mỗi bụi khối lượng lớn, hệ thống kiểm định tiêu chuẩn thiết bị đo lường độ khối lượng bụi PM10, PM2.5, bơm thu mẫu khí cũng như là thiết bị truyền nhận dữ liệu và nguồn năng lượng. Thì đối với hệ thống chế tạo thiết bị kiểm định tiêu chuẩn thiết bị đo lường độ bụi khối lượng PM10, PM2.5 thì hiện thiết bị đã được đăng ký và chứng nhận quyền tác giả. Thiết bị bơm thu mẫu khí lấy mẫu theo phương pháp hấp thụ thì thiết bị này đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Thiết bị truyền nhận và quản lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu theo thông tư 24/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường và thiết bị này cũng đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra thì liên quan đến phần các dung dịch chuẩn thì hiện tại thì bên Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Năng lượng có các dung dịch chuẩn pH, COD, TSS, amoly, nitrat, sắt, mangan, độ đục TDS và các chất chuẩn được chế tạo đảm bảo độ đồng nhất và ổn định đáp ứng thông tư số 10/2021 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đối với phần mềm quản lý đo lường thì phần mềm này của tác giả chính là tác giả Dương Tiến sĩ Dương Thành Nam, thì phần mềm với nhiều tính năng quản lý theo dõi từ lúc lập báo giá cho đến hợp đồng đến lúc triển khai, thì phần mềm có nhiều tính năng và được chạy trên 3 nền tảng từ Windows cho đến các ứng dụng di động và sản phẩm đã được đăng ký quyền tác giả. Một mặt khác thì trong năm vừa qua thì Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường đã được tặng thưởng giấy khen của giám đốc trung tâm. Về cá nhân thì có 100% cán bộ trong phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 3 danh hiệu chính trị thi đua cơ sở là tiến sĩ Dương Thành Nam, anh Tuấn Hưng và anh Ngô Việt Đức. Về giấy khen của trung tâm thì có đồng chí Phạm Văn Công, chị Lê Thị Tâm và anh Trần Sơn Tùng. Ngoài ra thì 2 cán bộ công đoàn viên của trung tâm cũng được khen thưởng cấp trung tâm là chị Hoàng Thoa và anh Ngô Văn Hiếu. Về kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Năng lượng, về lĩnh vực hợp tác quốc tế thì trung tâm tiếp tục duy trì tích cực hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc. Về mảng nghiên cứu khoa học thì trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện 9 đề tài, bao gồm 7 đề tài trực tiếp và 2 đề tài mở mới, là đề tài nghiên cứu ứng dụng bèo Tây ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào thành phần thức ăn viên nén cho bò thịt do phó sư tiến sĩ Hoàng Lê Tuấn Anh làm chủ nhiệm, và đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc thẩm thấu chuyển tiếp FO vào sản xuất nước cốt ép cô đặc tại Việt Nam do tôi làm chủ nhiệm. Về kế hoạch đào tạo công bố nhân lực thì Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường tiếp tục hỗ trợ những nghiên cứu sinh và 2 học viên cao học tham dự các khoa học tiếp theo, cũng như dự kiến công bố được 15 bài báo trên các khoa học trên các tạp chí quốc tế. Và phần nhân lực thì tăng cường tuyển dụng cán bộ để tăng cường nhân lực. Về phần phát triển dịch vụ thì tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tư vấn lắp đặt trạm tự động kiểm định môi trường, đánh giá chất lượng hệ thống trạm quan trắc, dịch vụ tư vấn quan trắc môi trường cũng như dịch vụ các chất chuẩn có thể cung cấp được.
Đây là 7 đề tài sẽ trực tiếp triển khai trong năm 2023, cũng như 2 đề tài mới được triển khai. Vâng, cuối cùng thì trước khi bước sang một năm mới, năm Quý Mão, thì xin gửi lời chúc tới toàn thể các quý vị đại biểu, các cán bộ, viên chức và người lao động trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sang năm mới có thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là chúc cho trung tâm Cleantech chúng ta sang năm 2023 để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin hết ạ. Xin cảm ơn đồng chí Hoàng Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Dịch vụ Đo lường.